Chào anh chị em và các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với anh chị em và các bạn cuốn đồ hình diện trần để ghi bệnh án. Cuốn này được in trên khổ giấy A4 các bạn ạ. Trước đây thì được in trên khổ giấy A5, nhưng sau mình thấy cái khổ A5 nó bé quá, cho nên là mình mới in trên khổ A4 thế này. Thì cái khổ A4 này tương đối là rộng rãi và nó rất thích hợp cho các bác lớn tuổi, các bác nhìn nó được rõ hơn. Thì cái tác dụng của cái cuốn này là gì? Thì nhìn ngay vào đây các bạn đã biết rồi. Thì ngay cái trên cùng này chúng ta để ghi tên bệnh này, dưới là chúng ta khi phác đồ số huyệt, và dưới này để cho chúng ta đánh cái số thứ tự huyệt vào. Tại sao nó lại có những cái chấm đen như thế này? Những cái chấm đen này chính là các vị trí huyệt, và khi mà chúng ta ghi theo cái phác đồ trên này, chúng ta chỉ việc khoanh tròn cái chấm đen này, sau đó chúng ta ghi cái số huyệt và cái chỗ khoảng trống này. Và khi mà mình chữa cho bệnh nhân hay mình bấm cho mình ấy, thì mình đã có cái phác đồ ở đây rồi và có vị trí đây, và mình có thể bấm luôn cho mình, giảm thiểu rất là nhiều thời gian khi mà mình phải tra cứu huyệt, nhất là đối với những người mới học mà khi mà mình chưa rõ vị trí huyệt ở đâu, mình sẽ phải tra từng huyệt và như thế rất là mất thời gian. Còn trong khi đó mình có cái phác đồ trắng này rồi, sau đó mình ghi vào thì mình cứ thế mình bấm, lúc đó thì mình cũng không phải đi tìm vị trí huyệt đâu nữa, và nó giúp cho cái thời gian mình điều trị cho bệnh nhân được nhanh hơn, và nó cũng giúp cho mình cái nâng cao cái hiệu quả tác động cho bệnh nhân. Mình ví dụ như thế này, có một cái phác đồ mà mình ghi sẵn như thế này để các bạn cùng xem. Đây, ví dụ như này, mình có một cái bộ gọi là bộ tăng cường tính đề kháng và miễn nhiễm. Sau đó mình ghi cái phác đồ xuống dưới này, thứ tự xuống huyệt này. Sau đó mình sẽ đánh khoanh tròn vào vị trí của các huyệt ở đây. Đó, khoanh tròn vị trí các huyệt. Sau đó mình có thể là ghi là gì ạ? Ghi cái số huyệt ở ngay bên cạnh. Và như vậy mình nhìn vào đây nó rất là dễ dàng rồi, đúng nào? Và khi đó mình bấm cho mọi người rất là nhanh, đỡ phải mất công đi tìm. Trên cái bản đồ này vừa có mặt chính này, vừa có mặt nghiêng, mình điền cả hai bên. Và mỗi một tờ này á, hai mặt này mình có thể dùng cho một phác đồ cho một bệnh. Và ở bên trên này có khoảng trống, dưới này cũng có khoảng trống, đây cũng có khoảng trống, thì mình có thể ghi thêm ở đây. Thì cái cuốn này á, là nó có thể ghi được đến 50 bệnh, tức là nó có 50 tờ như này, chia thành hai mặt, tức là 100 mặt các bạn ạ. Mình có thể ghi được rất là nhiều như vậy. Và cái cuốn này nó còn có ý nghĩa nữa là sau này á, mình sẽ là hồ sơ để mình theo dõi trong quá trình mình điều trị cho bệnh nhân. Ví dụ mình sẽ theo dõi được rằng ấy, trước đây á, mình đã dùng phác đồ nào, mình có thể giúp cho bệnh nhân đối với cái bệnh này nó hiệu quả. Còn tại sao không hiệu quả, sao mình thay đổi cái khác. Tức là nó là cái hồ sơ bệnh án để mình có thể theo dõi được, đánh giá toàn bộ cái quá trình của nó. Và cái cuốn này giúp cho mình còn để lưu trữ nữa. Sau khi hết cuốn này mình lại có thể thay được cuốn khác. Mỗi cuốn này mình có thể được ghi được 50 trang như thế, cả hai mặt. Và cuối cuốn này mình có sơ đồ vị trí các huyệt để mình đánh dấu. Như vậy mình vừa giới thiệu với các bạn về cái cuốn đồ hình diện trần dùng để ghi bệnh án. Cuốn này rất thích hợp cho những người mới, những người đang làm chuyên nghiệp, thì chúng ta có một cái cuốn sổ đúng chuyên ngành diện trần, chúng ta đánh số thứ tự, đánh số huyệt để chúng ta thao tác được hiệu quả hơn. Chúc các bạn thành công trong cái việc ứng dụng diện trần, chăm sóc bản thân, gia đình và cộng đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. Xin chào.